Thực ra cho đến bây giờ thì một trong những cái hoạt động mà thành công của Hội Doanh nhân trẻ chính là cái hoạt động trách nhiệm với lại những startup. Các bạn biết là trong những cái cách đây là khoảng 11-12 năm thì hội cùng tham gia và cùng chủ trì một cái cuộc thi lớn tên là Ý tưởng Kinh doanh Sáng tạo cùng với Đại học Đà Nẵng. Và tại cái cuộc thi này thì chúng ta cũng đã tìm kiếm rồi giúp đỡ, mà thậm chí là những cái hội viên mà thành đạt của chúng ta hôm nay là cũng từ cái cuộc thi đó. Tất cả những anh em mà có nhiều kiến thức về mặt quản trị thì tham gia ở nhiều diễn đàn của Đại học Đà Nẵng, của những cái trường cao đẳng, của những cái diễn đàn về startup. Các anh chị cũng rất là vui vẻ tham gia với vai trò là mentor, tham gia với vai trò là nhà đầu tư. Và cho đến bây giờ thì những cái hoạt động mà gọi là sôi nổi cho startup tại Đà Nẵng thì hầu hết đều có cái hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng. Chúng ta cũng có nhiều cái minh chứng là cán bộ văn phòng của hội bây giờ là thành hội viên và thậm chí là tham gia lãnh đạo hội. Những cái kết quả đó cũng nói lên là cái hoạt động chính yếu và luôn luôn có một cái tầm mức được cái sự quan tâm cao của lãnh đạo hội, đó là cái hoạt động liên quan startup.